Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở chỗ này nó có một cái giàn hoa mà nó màu cam. Mình thấy nó rất là rực các bạn ha. Cái màu cam nó rực luôn đó các bạn. Cái loại hoa mà màu cam mà leo ở giàn đây á, ở bờ tường đây á các bạn, nó có cái tên là hoa chùm ớt nha. Và có một số người người ta gọi nó tên là hoa rạng đông, cũng là nó nha các bạn ha. Các bạn thấy nè, những cái chùm chùm của nó nè, rất là rực hoa các bạn ha. Loại hoa này ở trên Đà Lạt thì mình thấy là rất nhiều nhà trồng nha. Nhưng mà cái hôm trước khi ở dưới Đồng Nai như mình cũng thấy có một vài nhà trồng cái nó cũng tốt. Nhưng mà ở dưới mình thì mình thấy người ta ít trồng lắm. Mà đi lên trên Đà Lạt thì chỗ nào mình cũng thấy có hết. Các bạn thấy nè, những cái chùm hoa rất là đẹp ha. Nó rộ lên luôn đó các bạn ha. Ở trong những cái chùm này thì búp nhiều, nó nở ít thôi.